này phôi xi bút hồng nha bạn, xi bút hồng xếp đế, đế thấy nó đẹp không, đều xi bút hồng được cái màu da nó mốt nó đẹp, nó giống như xi bông vậy, cái búp nó cũng đẹp nữa bạn, cái búp nó ra hồng hồng, xi bút hồng nha bạn, cái này xếp đế, đế thấy cũng đều nữa bạn. Chém đầu đinh cũng được bạn, chém ngay chỗ này thúc vô, đóng hai cái bo vô, ba bo vô bị trực lắc, còn mới làm tông cao cái búp măng, đóng thêm bo ở đây, đóng thêm hai bo ngay chỗ này nữa. Khi búp hồng nha bạn, cắt phôi còn có 25 à, chiều cao này 25 nè, còn chỗ này được 23, màu da đẹp, màu da nó bông bông, màu da nó hơi giống cây gừa bông, cây xi bông, xi búp hồng nha bạn, móng nó lên cái màu đỏ đỏ, đỏ như đỏ đồng, những màu đẹp mấy cây già, xi bút hồng phôi.